Vâng, để máy Hồng Sơn xin chào các bác. Hôm nay xin phép test bộ sở máy khoan pin Sipolong Makita, máy sử dụng động cơ hổ than chống nước các bác nhé. Các bác yên tâm, làm trời mưa máy không lo chập cháy. Các bác phải dìm trực tiếp thân máy chống nước. Thân máy chống nước các bác nhé. Các bác yên tâm, làm trời mưa không lo dầu bắn té vào con máy nhé. Em xin phép được test vào mở bu lông 19 ở xe con 5 chỗ. Đấy, ốc ốc 19. Đấy. Ra coi nhá. Rất là nhẹ nhàng các bạn. Em bắn lại này. Rất là nhẹ nhàng các bạn. Em test chức năng bật vít của máy nhá. Máy đã đầu máy tích hợp đa năng này. Các bác phải nhét trực tiếp đầu vít tôn đầu máy này, trực tiếp này. Để đăng ốc này. Em sử dụng vít tôn. Về máy thiết kế rất là gọn, các bác phải thao tác bằng vít bằng một tay. Bằng vít rất ngọt, rất là dễ dàng các bác. Với đầu máy thiết hợp đa năng, các bác phải nhét trực tiếp đầu mũi khoan đa năng này hoặc là sử dụng đầu chuyển khoan. Đây, bên em có tặng đầu chuyển khoan, các bác sử dụng đầu chuyển khoan này. Các bác lắp trực tiếp đầu máy sử dụng khoan các bác nhé. Đây. Lựa bốn cạnh đầu máy thôi. Đây, chuyển khoan. Bốn cạnh luôn các bác ơi. Đấy. Em khoan luôn này. Lực máy tắt theo búa các bác nhé. Còn rất là ngọt, rất là dễ dàng các bác. Máy chưa có hiện tượng chập cháy gì các bác nhé. Vâng, để máy Hồng Sơn xin chào tất cả mọi người đang xem video. Vừa rồi là những bài test em test cơ sở máy khoan pin Sipolong Makita. Về cơ sở máy khoan pin Sipolong Makita thì cửa hàng em đang trả bán với giá là 1.150.000. Nhưng hôm nay em dành riêng 50 bộ duy nhất, em vừa đã xả lỗ, giá chỉ còn 930.000 các bác nhé. 930.000 thì được miễn phí vận chuyển tận tay các bác. Sản phẩm đầy đủ sẽ là một thân máy không chổi than này, đi kèm hai quả pin 10 cell, một cục sạc nhanh, có thùng đựng, dây đeo. Và một điều đặc biệt, khi các bác mua hàng thì bên em có tặng kèm các bác là 3 đầu. Một đầu 22, một đầu chuyển khoan, một đầu chuyển vít, giúp các bác đa năng cho công việc các nhé. Nhận hàng có được bỏ máy ra kiểm tra bắn thử. Các bác nghe thấy hàng đi ạ, giá chỉ còn 930.000 thôi ạ. Nếu bác nào quan tâm, hãy lại số điện thoại hotline cho mình 0978 52 114. Sản phẩm này có phiếu bảo hành và bảo hành cho các bác 12 tháng các nhé. Có phiếu bảo hành đầy đủ cho các bác đấy ạ. Khi nó đến 930.000, nhiều bác bảo là tại sao em bán đắt hơn nhiều shop ạ. Xin thưa các bác là em đã xả lỗi, nhưng cam kết các bác là hàng chuẩn lại một, chất lượng nhất thị trường này. Máy thì có thể mở được bu lông 24 bánh xe ga, hay bảo là nhỡ 21 ở xe con, xe tải tấn 25 đổ lại các nhé. Đấy ạ. Sản phẩm này được phân phối độc quyền tại công ty trách nhiệm hữu hạn Makita Việt Nam và được sản xuất tại Malaysia các nhé. Máy có một tem 7 màu, chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhận hàng các loại bỏ một chiếc smartphone thông minh, các bác check luôn cái mã vạch nhé. Khi các bác check mã vạch này thì sẽ hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm, nơi sản xuất. Sản phẩm được sản xuất tại Malaysia, được phân phối độc quyền tại công ty trách nhiệm Makita Việt Nam. Sản phẩm có phiếu bảo hành và bảo hành cho các bác 12 tháng các nhé. Đấy. Trên máy thì có hai cái bao cốt, một cái bao cốt 7 màu chống hàng giả và một cái bao cốt ở cuối máy. Đấy. Nhận hàng các đã sử dụng một chiếc smartphone thông minh, các bác check giúp em. Đấy. Và máy sử dụng động cơ Bluetooth không chổi than. Tem thì được đúc dọc lỗ cho con máy này. Đấy. Giờ động cơ Bluetooth không chổi than, động cơ chống sắt cốt các nhá. Như vừa rồi em có test dùng nước. Thì bên trong máy thì được tra keo kháng nước, các bác yên tâm làm trời mưa hay dầu bắn té không lo ảnh hưởng trục trặc bên trong con máy các nhá. Đấy. Cam kết các bác là 100 triệu đồng và nhôm kim loại các nhá. Đấy. Sản phẩm đi kèm các bác là hai quả pin 10 cell pin tím. Pin 10 cell pin tím thì một quả pin này các bác dùng liên tục được 4 đến 5 giờ đồng hồ các nhá. Đấy. Pin 10 cell pin tím. Đấy. Ở đầu pin thì có một cái bao cốt. Nhận hàng có thể check cái bao cốt giúp em nhé. Đấy, tem 7 màu, chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Đấy. Một điều đặc biệt là khi các bác mua hàng thì bên em có tặng kèm các bác 3 đầu. Một đầu 22, một đầu chuyển khoan, một đầu chuyển vít các nhé. Đầu chuyển khoan thì bên em tặng kèm các bác một đầu chuyển khoan autolock. Các bác cũng góp ý cho em rất là nhiều là autolock rất là tiện sử dụng. Nên là bên em có tặng kèm các bác đầu autolock nhé. Đấy. Vâng, vừa rồi vừa qua sở máy khoan pin Sipolong Makita.
em cũng đã xả lỗ 50 bộ nhất với giá là 930.000 các nhá. Các bạn hàng đi ạ, giá chỉ còn 930.000 thôi ạ. Nếu là có tâm hãy lại số hotline cho mình 0967852114. Nhận hàng có được bỏ máy ra kiểm tra bán thử. Sao bằng đi có phiếu bảo hành và bảo hành cho các bác 12 tháng nhé. Đấy, sao bằng có phiếu bảo hành và bảo hành cho các bác 12 tháng. Nếu là có cần phân vân dùng sản phẩm, hãy để lại số điện thoại ở phần comment hoặc liên hệ số điện thoại trực tiếp trên màn hình. Em sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật gọi lại tư vấn hay hỗ trợ đặt hàng. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo về những video mới, những sản phẩm mới chất lượng cao nhất. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp các bác ở những video sau. Em xin cảm ơn.